Dạ, hôm nay trên đường mình đi từ thiện cùng với một anh bạn. Thì anh bạn có dẫn mình đến một cái trường hợp là của cô Năm Sì Tiên nghe cô chú anh chị. Thì sẵn đó mình cũng chia sẻ vui vui đến bà con cô chú anh chị luôn nha. Năm ơi, cho con vô với Năm ơi. Qua đi. Dạ, đây là cô Năm Sì Tiên nghe cô chú anh chị. Dạ, chào quý khán giả, cả tôi người miền Tây đi Năm. Chào khán giả và các vị cộng đồng mạng Mạnh Thường Quân. Một ngày mới vui vẻ. Mời các bạn theo Năm Sì Tiên vào nhà nha. Dạ, con cảm ơn Năm nghe. Dạ, mà quý vị khán giả cùng với mình đi vô nhà của Năm. Dạ. Cô Năm năm nay cũng lớn tuổi rồi đó cô chú anh chị. Dạ. Cô Năm năm nay nhiêu tuổi cô Năm, giới thiệu quý vị khán giả cô Năm. Năm Sì Tiên năm nay là 70. Dạ. Dạ quý vị khán giả. Có vị nào chưa biết Năm Sì Tiên không? Dạ, Năm Sì Tiên năm nay 70 mà quý vị nhìn vào sau lưng này tưởng đâu là 17, 18 cô chú anh chị, mình giật mình luôn á. Dạ, thì hôm nay thì các anh em đến như là cũng như là kết nối rồi làm mai cái duyên của cô Năm Sì Tiên với chú Tư. Đó, thì anh em dắt đi sẵn đó mình chia sẻ đến quý bà con luôn nha. Nó 4 với 5. Bốn rồi nằm luôn đó thấy không? Cô Năm hỏi chú Tư là năm nay bao nhiêu tuổi? Nói chung là năm nay em thì cũng 70 rồi. Yeah. Nói chung thì nó cũng lớn hết rồi mà. Coi cái clip của Năm nha. Thì tôi thấy là nó hợp ý đâu cũng là mấy cái ý. Năm cái ý. Theo chú là hợp mấy chục phần trăm. Đó là 60%. Rất là lịch sự nha. 40% như vậy là do Năm đóng góp vô. Đây mình chia sẻ đây. Thứ nhất á, các anh em đi quay là gì đây? Qua vấn đề là tình nghĩa là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là ví dụ như vô tới nhà Năm lặn lội từ đến dưới Kiên Giang mà lên tới Đồng Tháp đi cả trăm cây số mới tới là đi tới đây thì nói chung là thấy trong lòng nó mừng, nó phấn khởi. Sao đẹp cực chi vậy, xá gì có mừng. Tại vì là nói chung là coi nhiều, coi tất nhiên coi nhiều là thương nhiều. Đó, thương nhiều mấy đến liền không kịp mở cửa là trèo gào vô luôn. Lúc nãy chú Tư trèo cái gào đó đó cô chú. Mà leo gào được là mạnh lắm nha. Kêu mà chưa được kịp mở cửa là leo gào. Cái này đẹp leo gào luôn rồi. Leo gào luôn. Nói chung là nói thiệt luôn, thương quá thương cho nên mới lặn lội tới đây. Trời ơi. Nếu mà năm ba không thương thì cũng gọi là tình nghĩa. Tình nghĩa. Rồi nếu mà không tình nghĩa nó cũng gọi là tình bạn hữu. Tình bạn đó. Đúng rồi. Cho nên nó là tôi thấy tôi khóc quá. Tôi mới leo gào. Chạy xe lên đến đây là kêu Năm nhưng mà là nói điệp là tìm Lan nhưng mà Lan mở cửa chưa được, điệp chèo gào vô luôn. Đâu phải là Lan không mở cửa đâu mà điệp gấp quá vậy. Có mất gì quá thương kèo luôn. Đâu phải là mất gì chuông đâu mà điệp dội dàng thế. Sao? Thấy Năm lính quýnh chờ khỏi cằn bay gạo luôn. Chứ không có chờ Năm mở cổng nó điệp kèo luôn. Vậy là Lan cảm ơn điệp nha. Vậy bắt tay. Đâu, chụp vào đây giờ. Bắt tay giờ đây nghe 1, 2, 3 của Năm đâu. Đây hai bạn này là kết nối yêu thương cho Tư dưới Năm đó cô chú anh chị. Nhóm của mình là chuyên làm mai mối thôi. Ai có mà kết nối yêu thương thì điện nha cho Tiến nha. Tiến sao lúc vui vẻ. Mấy chú YouTube là kết nối yêu thương thôi. Không kết nối nhưng yêu thương là do hai người. Đúng rồi, yêu thương cho hai người tìm hiểu. Ví dụ như bây giờ là Năm như vậy mà thương thì Tư thương thì ở dưới nhưng mà coi cái clip của Năm là thấy bữa nào trực thì không coi bữa nào không trực coi tới khuya dùng khi là
đẹp cầm cái máy rồi mà ngủ quên luôn mất tiêu luôn nói thiệt luôn quên mất luôn là bởi gọi là tư thương thương mấy tên mấy đến đúng rồi bây giờ thương, là chú đến. Gặp cô Năm ở ngoài là thật như sao? Vậy chú thấy sao ok ok okay, okay. Okay. Bây giờ bây giờ hỏi thầy chú là mấy điểm là 9 điểm gửi chắc leo gào nữa quá làm sao không làm sao không leo nữa hết rồi leo rồi leo rồi này tới cửa gào nè nôn lắm quá thương quá leo luôn khỏi cần đẹp mở cửa ra là cái gì con hỏi thiệt chú Tư nha. Dạ. Mà nói giờ có leo ngạo chưa? Leo chưa, rồi. Hồi nhỏ tới lớn chưa leo. Lần này lần đầu tiên á. Đây là lần thứ nhất cũng như lần đầu tiên. Hồi đó 70 tuổi hồi đó là mà Điệp còn trẻ có leo bao giờ chưa? Ừ. Leo đúng chưa. À. Chưa đã. Bây giờ mới là leo lần đầu tiên cũng như là lần thứ nhất. Cái này là mỗi lần đầu leo gạo. Mỗi lần đầu đúng leo rồi. Gạo vậy là leo. Chẳng sao là leo núi. Leo núi thì leo núi hơi khó à, leo gạo dễ. Chưa biết. Đồi núi chập trùng không chứ tôi thấy hai người mới gặp nhau nhưng mà quen từ thuở nào vậy tại không mà thấy con Năm hợp vui nè. Không, bạn như Năm vậy đó. Cảm thấy như là quen từ thuở nào vậy tại. Nếu mà bạn nào tới thì mình cũng đối xử vậy hả chứ mỗi người đi như mình điệp đâu. Không, không cô Năm thì tên đó là rất là vui vẻ hòa đồng. Rất vui vẻ. Tại vì nếu mà khách tới nhà đều là bạn. Năm cũng tiếp đón. Bây giờ vậy nha. Trước hết thì Năm biết rồi đó, mình thương mình mới leo gào. Thì đúng rồi. Bây giờ ở đây Năm mà coi là Năm cũng thức là cái sức khỏe của Tư như thế nào. Ồ, dần đó. Coi như là bây giờ là Năm không ta mà Năm thiệt tin thì cũng không quan trọng vấn đề sức khỏe. Năm có sức khỏe mới bảo vệ. Quan trọng bảo vệ được. Bảo vệ mới lo lắng gì được chứ. Có sức khỏe mới bảo vệ Năm được. Mới là... thì tới giờ cho có sức khỏe hay là không sức khỏe ăn thua cái tình. Cái tình nghĩa đối với nhau nó hợp thì được. Yeah. Chứ Năm cũng không nói là chọn sức khỏe hay là không sức chứ khỏe. Là trước tiên là phải cái tình nghĩa. Tình nghĩa, còn sức khỏe thì tình nghĩa trước rồi sức khỏe là rồi. Sau đó. Yeah. Nếu được hai điều là ok. Yeah. Rồi bây giờ nếu như mà vì Năm muốn tình nghĩa, Năm muốn tình nghĩa với chú Tư. Thì Năm có những cái câu hỏi gì đặt cho chú Tư để là biết chú Tư có tình nghĩa với mình đi. Dạ, đúng rồi. Năm cũng không biết nói gì, đột ngột quá, Tấn nó không có báo cho cô Năm hay. Dạ. Vui. Vậy bất ngờ, để cô chuẩn bị sao? Muốn chú Năm có tình nghĩa đối với mình là những gì, những gì đâu. Năm hỏi thăm đi. Hỏi thăm thử thôi. Hôm nay mà Điệp có... dự tính gì khi tới gặp Lan không? Nói chung thì Điệp cũng có một cái hai cái vấn đề. Cái thứ nhất là đến nhà Lan để biết Lan ở một cái căn biệt thự, căn biệt thự. Cho nên nó là Điệp thương quá, Điệp không chờ Lan mở cổng mà Điệp leo gào vô. Trời ơi, dỗ dàng dữ vậy. Là từ ở dưới là kia 100+ cây số mà lặn lội tới đây. Đi từ 3 giờ phía luôn á chú. Dữ vậy. Là... đi từ 3 giờ phía đó. Đi rồi 3 giờ tới 10 giờ mấy? 10 giờ 25. Chú phải lội sông lên núi không chú? Lội lặn thì chưa nhưng mà chạy xe có đường lộ. lên thăm Lan mà chú phải nói quá... là mấy con sông qua mấy cái chắc là cái chắc là Điệp suy nghĩ mấy... tới chắc là Lan cắt đứt dây chuông thành Điệp mới leo rào phải không? Không, cái đó là Điệp không nghĩ vậy nhưng mà trong lòng Điệp thương quá leo luôn. Nghe chứ nói Năm phải tiền để nghe là cảm động quá. Hồi nãy cô Năm cũng tưởng là nói chơi không mà nhỡ leo thiệt. Leo thiệt. Cái đó là Lan nói chơi nhưng mà Điệp leo thiệt. Không. Thí dụ như Điệp thì Điệp nói là coi như một là một, hai là hai. Chứ không có cái vụ mà là nói chơi được. Thương thì nói thương, không thì nói không. Chú Tư ơi. Dạ. Như là mình ở ngoài là mình ngoài gào mình đã có một cái hành động là mình leo gào vô
là mình thương quá, không kịp mở cổng mình leo gào vô. Còn khi mà mình vô đây rồi đó, mình có một cái hành động hay là một cái lời nói nào để đính chính lại là biết chắc là mình thương cô Năm Chị Tiên không? Có chứ. À đâu chú, cái hành động như mà hay là một cái lời nói gì đó đi. Cái lời nói của Năm và ở trong trong clip á, thì xem nhiều clip, clip này hết clip kia, gồm mà cười có lúc á là Năm giỡn rồi cười, rồi ở đây Trư cũng cười luôn. Rồi là nhiều khúc á máy ngủ luôn á, hôm máy mà để vậy á là quên ngủ luôn đó. Quá say mê rồi, một say mê cho một cái nữa đó, cái máy mà điệp tưởng là ôm lan trong rồi đó, là thêm thêm là cô Năm là múa cái điệu múa của cô Năm nó giống như là trên tiên nữ vậy đó, cho nên là giống tiên nữ hả, cho nên nó là khùng khùng cho nên nó là tôi cười á là cũng như người điên vậy đó, nửa đêm mà cười cũng như người điên vậy chứ gì. Đồng tình cảm của tôi đối với Năm quá nhận cái tay cô Năm dẻo quá, dẻo à, bay về nào đó, bay về còn chè cái cánh ra nữa rồi bay. Mà tôi cười không phải nói chứ, cười đó là bao nhiêu người ở nhà trọ anh ta biết á, tao biết nói chắc tôi này nó khùng quá gì nữa đi cho nên là bữa nay là quyết định lên cho gặp Lan mới được, không gặp không về. Dạ rồi bây giờ là mình đã thể hiện qua cái lời nói là biểu hiện tình cảm rồi, bây giờ mình có cái hành động nào không chú Tư? Bây giờ thì nói chung là cũng có vậy, nhưng mà để xin phép Lan coi, nếu Lan đồng ý thì là mình sẽ là thực hiện, còn nếu Lan không đồng ý mình không dám. Dạ đúng rồi. Thì cái gì quá hối hả em? Bây giờ để hỏi Lan về xin là bồng Lan lên coi là được hay là không, nó quay mấy vòng. Cái gì đó là có sức khỏe không? Có sức khỏe một cái, thứ hai nữa mình quay bao nhiêu vòng không, không được. Cái đó là cái niềm mơ của mình đấy, hai đó cũng như mình nhưng mà mới có biết cha vậy đó, chưa có hiểu gì mà anh bồng Năm bồng Lan lên chắc trời ơi. Bởi vậy anh ta cười, bởi vậy anh mới hỏi đó. Hỏi Lan đồng ý hay không, không được đó. Nếu đồng ý thì là được mới thực hiện, còn nếu đồng ý thôi. Điệp tới Điệp rất là nhiệt tình, nhưng mà cái lời mà Điệp yêu cầu thì Lan không thể chấp nhận được. Tại vì mới gặp mà, không phải là Lan chê Điệp, nhưng mà mới gặp chưa có hiểu nhau nhiều. Không sao, cái đó bình thường. Thì đó là cái tấm lòng của Điệp đối với Lan, nó nói vậy đó, thì nói vậy là Lan hiểu rồi. Cái nào á mình hỏi ý kiến trước, đồng ý thì thực hiện, không đồng ý thì thôi. Thì bây giờ Điệp tới đây nếu về không được bồng Lan trên tay thì Điệp cứ tưởng tượng đi cũng như bồng tưởng tượng đi nha, bồng tưởng tượng đi rồi là cũng được thôi, nhưng mà nó không có được á là trong cái không trái có tim được mình, như là ước nguyện của mình lên đây không, trái tim ước nguyện của không mình. Cái đó là cũng như là Lan không phải là chê Điệp cái vấn đề gì, nhưng mà Điệp tới đây chỉ có mấy tiếng, mới một tiếng đồng hồ chưa được nữa mà Điệp đã bồng Lan lên, chờ chắc khán giả bình luận chắc Lan phải chưa khiếu nại chắc mà cũng nhiều người rồi người ta không được cái mơ ước mà bây giờ cho Điệp bồng lên trời ơi đưa lên chắc mấy chú kia té đái luôn rồi. Qua cái ý kiến của Lan, Lan đồng ý Điệp mới thực hiện thôi. Bây giờ cũng như tới đây thì cũng thấy cái thành ý của Điệp rồi, thì cũng như là mình kết bạn trước đi, rồi sau đó ra sao cũng được. Thì bây giờ Điệp cứ tưởng tượng là tới đây là Lan cũng vui vẻ, chứ Lan chưa có cắt đứt gì chuông mà. Giờ cô Lan hỏi chú Điệp coi có biệt tài gì không. Bây giờ Lan hỏi Điệp nè, Điệp có biệt tài gì? Có chứ. Có gì? Biệt tài nó nhiều lắm. Nói nhiều hả? Nhưng mà chưa có thực hiện bây giờ. Là nếu Lan yêu cầu
thì Điệp sẽ thực hiện cho Lan. Lan cũng không biết Điệp có cái hành động gì tốt hoặc sao, Lan đâu có biết. Thì bây giờ Điệp có biết thể hiện hát, đi, thể hiện đi. Thì hát tặng cho Lan một bài hát không? Đi. Bây giờ gì? Là bây giờ Lan á thì là hát, rồi Điệp thì sao? Nhảy. Không được. Bây giờ nó cái bài hát nó đơn sơ thôi. Bài hát gì? 60 năm cuộc đời. Vô cho chào pháo tay đi. 60 năm cuộc đời. Cái đó là Điệp. Cho chào pháo tay đi. Không mà Lan hát. Lan ông cũng thuộc mà. Tưởng đâu Điệp 60 năm cuộc đời chỉ là tưởng đâu Điệp đi Điệp rồi. Thuộc thì Điệp hát Lan 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 nhảy được. Thì bây giờ hôm nay cái hát để chút xíu đi. Thì bây giờ hôm nay là chú Tư đến nhà của là cô Năm. Thì trước nhất là hôm nay cô Năm thấy chú Tư như thế nào? Khỏe thì có khỏe đã hai cô Năm. Thấy mà là Điệp cũng khỏe. Và cũng như là nhìn nét mặt thì cũng hùng mạnh lắm. Gắn chắc không cô Năm? Gắn chắc. Gắn chắc. Rồi theo mình như bây giờ như trong lòng có cô Năm chấm điểm lại chú Tư được bao nhiêu điểm? Chấm điểm hả? Dạ. Cũng gần 10 điểm à. Trời ơi. Vậy là chú cũng là vinh hạnh lắm rồi đó. Không mà cái này thật lòng không cô Năm? Thật lòng rất mạnh mẽ. Dạ, rồi đứng cõi. Vậy là có hy vọng lắm rồi. Lại leo rào vô nữa. Thích chỗ leo rào. Cô Năm thích chỗ leo rào. Tại vì mấy chú trước thích là không có leo rào. Không có leo. Với mấy chú trước như khác quá. Dạ đúng rồi. Mấy chú trước có 1 điểm 1 rồi. Có 1 điểm 1. Chứ điểm chính là dữ rồi đó. Chế Điệp thì mạnh mẽ, vui vẻ và rắn chắc hơn mấy người đó. Tới người ta không có thành ý. Đúng rồi. Cái này chú nếu mà hàng gạo thấp cũng bảo đảm là chú nấy bay vô luôn đó. Bay luôn đó chứ không có gần leo nữa. Cái này hay gạo hay cao quá, cộng hay cao quá. Nói chung là qua cái vấn đề này thì thương quá không nhớ được cái biệt tài của mình là trinh sát. Trinh sát là bò ném là cho cô Năm đừng thấy là bóng tình. Bây giờ thương quá leo gào luôn chứ không có cần nhớ tới là cái quên đi. Mình là người trinh sát. Trên này là chú Tư thương cô Năm quá rồi. Quá sức tưởng tượng luôn rồi. Thôi bây giờ để clip sau tiếp theo để hát tặng cho hay là có việc tài cháu tài cho cô Năm ha. Bây giờ Điệp tới đây là trách nhiệm của Điệp là phải hát một bài hát tặng cho Lan chứ Lan mà đâu có biết hát. Lan chỉ cao kê không à. Ca hà cũng như Lan biết cao kê chứ. Chứ là Lan cũng không có nhớ bài hát. Một lại lên là chú Tư gặp cô Năm mặc áo đỏ cái là chú túm giò cho mình. Chú Tư leo gào đi. Chú Tư và cô Năm chị Tiên. Rồi. Dạ thì bây giờ đó là chú Tư với cô Năm có thể là như là hai người con thấy là rất là xứng đôi nhau, cũng ở cái tuổi là 70 hết rồi. Hôm nay là có một người bạn tới thăm Năm chị Tin để kết bạn nha các bạn chứ chưa có gì. Dạ chỉ kết bạn đây ha. Chỉ kết bạn 70 hết rồi. Ngày mới bắt ra. Bây giờ thì cô Năm có thể là giới thiệu lại là cô Năm năm nay bao nhiêu cái xuân xanh đi. Năm nay thì Năm chị Tiên cũng được 70 cái xuân xanh. Dạ. Là cô Năm chị Tiên mới có bước vào đời hả? Dạ. 70 cái mới xuân xanh. Mới bước vào định yêu chứ chưa có người yêu. 70 cái xuân xanh rồi đó. Mà nhìn cô Năm mà từ xa là nó khoảng 17, 18 đó. Cô chú anh chị biết. Bên đây là chú Tư. Chú Tư có thể giới thiệu về mình nữa chú Tư. Chú giới thiệu về mình đi. Mình là tên Nguyễn Văn Đệ. Dạ. Là năm nay là 70. Dạ. Thì là cũng muốn là kết bạn với Năm chị Tiên để cho nó sau này là đặt thí dụ như tình nghĩa bước tới thì chưa dám nói nhưng mà tình bạn vẫn có đó, vẫn có thì là trước tiên mình là tình bạn vui buồn mình chia sẻ với nhau đó, nó có vấn đề là nó ngọt hơn cái
mình chưa kết bạn. Dạ, Tư với Năm quá xứng bà con cô chú ơi. Chú Tư là rất bạn là thần tượng cô Năm bên lặn lội đường xa. Dạ. 100 km đến đây để thăm được gặp mặt mà người trong mộng. Dạ. Thì cũng như là làng mới thấy cũng chưa có nói hết được cái lòng mình đang ước muốn gì. Nhưng mà thấy Điệp có thành ý thì làng cũng rất quý. Dạ. Vậy thôi bây giờ cô Năm có yêu cầu những việc tài gì của chú Tư để chỗ ra cho cô Năm thấy đi. Thì bây giờ cũng như Lan hỏi Điệp có việc tài gì cứ chỗ hết cho Lan xem đi. Rồi bây giờ để khoan, bây giờ để vô mình uống nước cái rồi ngưng đi uống nước cái nha. Dạ. Cái cho chú Tư chỗ tài ha. Cho chú Tư khỏe nãy giờ. Giờ đón xem người lưu tiếp theo nha mọi người. Dạ dạ. Thì thấy cũng xin để cho chú Tư với cô Năm đó là được thoải mái xíu rồi sẽ biểu hiện những cái biệt tài của mình nghe cô chú chị. Dạ, video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Dạ, xin chào và hẹn gặp lại quý bà con cô chú vào một video tiếp theo nha. Dạ, xin chào.